Em xin chào tất cả cô chú anh chị ạ. Hôm nay em quay một cái mảnh vườn nhé cô chú anh chị. Tổng diện tích của cái mảnh vườn này là 35 hect nhé. Mặt tiền đường nhựa nhé cô chú anh chị. Đất thuộc về xã Quảng Hòa, huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông nhé. Từ cái mảnh vườn này mà ra trung tâm xã Quảng Hòa cô chú anh chị, nó rơi vào tầm khoảng cỡ chưa đầy một cây số nha cô chú anh chị. Còn ra dân khu dân cư thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 300 mét nhé. Từ cái mảnh vườn này mà ra xã Quảng Sơn, huyện Đắk Cờ Long á, xã Quảng Sơn thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ 25 cây nhé. Còn ra huyện Đắk Cờ Long nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 40 cây. Còn về đường quốc lộ 14 á thì xã Gia Nghĩa nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 70 cây nha cô chú anh chị, rơi vào khoảng 70 đến 80 cây số nha. Còn về hướng Sài Gòn á thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 280 cây số nha cô chú anh chị. Còn về hướng Lâm Đồng á cô chú anh chị, nó rơi vào tầm 1 cây số là về tới Lâm Đồng nha. Anh chị mà đang quan tâm tới mảnh vườn này thì liên hệ cho em theo số điện thoại em để trên màn hình nha cô chú anh chị. Có là gần một cây số là đường đường bê tông nha cô, đường đường dầu này nha cô chú anh chị. Gần một cây số đường dầu này nha. Có một gần một cây số là mặt tiền đường dầu này cô chú anh chị này. Hiện tại bây giờ là chủ nhà là đang kêu là cô chú anh chị ai mà mua 5 hect thì họ cắt 5 hect nha, mua 2 hect thì họ cắt 2 hect, họ chủ nhà họ sẽ là bán lẻ ra nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị cần mua 2 hect thì chủ nhà cắt cho 2 hect nha, còn là 5 hect cắt 5 hect, 10 hect là cắt 10 hect. Đó, cho hiện tại bây giờ là chủ nhà là cắt ra để bán. Anh chị mà đang theo dõi cái kênh YouTube của em cho em xin một lượt đăng ký để ủng hộ kênh cho em nha cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ cô chú anh chị là trên cái lô đất này là có phía bên dưới cô chú anh chị, phía bên dưới là được chủ là trồng cà phê mà rồi là sầu riêng, dâu dâu để trồng tam cô chú anh chị. Đấy, nó ôm hết cái mặt suối suối lớn này cô chú anh chị. Suối này là suối Thủy Điền nha, suối của suối Đức Tính nha cô chú anh chị. Nó ôm hết mặt mặt suối luôn, có là tầm khoảng cỡ là hơn một cây số là mặt suối nha, hơn một cây số là đường dầu nha cô chú anh chị. Còn phía bên tay phải của em quay trên đồi nha cô chú anh chị là được chủ mục bạch tà lý hết rồi nha. Đó, mình có hơn một cây số cái đường dầu này cô chú anh chị này. Lát này em sẽ quay bơ lê cam để cho cô chú anh chị mình theo dõi và tham khảo và quan sát hết cái mảnh vườn này nha cô chú anh chị. Từ cái mảnh vườn này mà về buôn buôn Mê Thuột đó cô chú anh chị, nó rơi vào tầm khoảng là 100 cây số nha. 100 cây số. Đất này á, là thuộc về xã Quảng Hòa, huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông. Lát nữa là em sẽ bay bơ lê cam để cho cô chú anh chị mình theo dõi và tham khảo nha. Trên đất đã được chủ trồng cà phê, sầu riêng, dâu nha cô chú anh chị. Mẹ theo cái mẹ suối lớn á, là chủ được trồng cà phê này, mắc ca này, sầu riêng này và là dâu để nuôi tằm nha cô chú anh chị. Còn lại là đất trống nha, phía bên trên đôi đất trống hết nha cô chú anh chị. Trên lô đất của mình cô chú anh chị là hiện tại bây giờ là có hai căn nhà nha cô chú anh chị, một căn nhà xây và một căn nhà gỗ nha. Hiện tại bây giờ chủ nhà đang kêu giá là 250 trên 1 hectare nha cô chú anh chị. 250 trên 1 hectare. Chủ báo ra số 250 trên 1 hectare nha cô chú anh chị. Chủ nhà họ báo ra số cho mình nhé. Anh chị mà đang quan tâm tới mảnh vườn này liên hệ cho em theo số điện thoại em để trên màn hình nha. Số lượng cái cà phê và cái sầu riêng mắc cá ở trên lô đất này ha cô chú anh chị, là hiện tại bây giờ là chủ nhà họ đã trồng được 5 đến 6 năm rồi nhá. Bây giờ mà anh chị mà đang thích mua cái lô vườn này á, thì mình mua 2 hect, 5 hect, 10 hect hay 15 hect là 30 hect kia là chủ nhà họ cắt ra họ bán cho mình nha cô chú anh chị. Hiện tại với chủ nhà đang kêu là 250 trên 1 hectare là chủ nhà báo ra số cho mình nha.
Thank you.